Đi thế nào? Không có ổn không vậy? Tệ rất là mệt mỏi đó. Không ôm hết tất cả mọi chuyện như thế này đó. Anh thích ôm mà. Chị cho mình ôm cái coi. Mình chơi thân với nhau từ hồi bé cho đến bây giờ. Có chuyện gì mà không nói được chứ? Chồng ơi, giờ đói quá. Không biết có ai chắc vợ đi ăn không ta? Thằng cha Minh Huy này, đúng là cáo già đeo nơ mà. Cái gì? Chuyện động trời. Tin đồn đâu mà lan nhanh ấy nhở? Tháng sau tôi muốn làm tạp chí hôm mốt phải vượt lên vị trí dẫn đầu. Không nên chia sẻ hết tất cả mọi chuyện cho cả team đi. Chị ơi, cho tôi hỏi, có ai tên là Trương Minh Huy ở phòng 2907 không? Rốt cuộc anh là ai? Tôi cảm thấy anh luôn rất là phiền phức. Tôi không phải là một con người dễ dãi. Anh đừng tưởng muốn tôi ở lại thì tôi sẽ phải ở lại. Anh sẽ đi thiệt hả?